Rồi, hello, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của Tài. Thì phía sau lưng tại đây đang là mẫu xe Vingroup R90 phiên bản Summer 2023 luôn nha anh em. Thì chiếc xe này là vừa hôm trước tại vừa chốt cho một anh khách ở quận 12, cũng ở gần nhà tại luôn. Tài đã có lên một cái bài viết ở trên Facebook á. Thì hiện tại bây giờ là xe đã full tiền rồi. Thì bây giờ khoảng 2 giờ trưa thì Tài sẽ bàn giao chiếc xe này đến tận nhà của anh khách hàng này luôn nha anh em. Đó thì hiện tại mức giá của R90 trong tháng 5 và tháng 6 này đang cực kỳ tốt luôn, ưu đãi lên đến 30 triệu đồng và có thể quy đổi ra là thuế trước bạ nè, cũng như là cũng chống đổ những cái quà tặng theo xe á. Thì nếu như anh em đang có nhu cầu thì có thể liên hệ cho Tài ở số hotline phía bên góc màn hình nha. Rồi, và bây giờ anh em hãy cùng Tài theo dõi quá trình mà Tài bàn giao xe đến anh khách hàng này nhé. Ok. I stood there for a half an hour admiring this beautiful machine. Rồi, hello mọi người, thì hiện tại là xe đã đến nhà của anh Tĩnh rồi nha mọi người. Hôm nay thì Tài lựa chọn đơn vị là Toàn Thắng để vận chuyển cái xe mô tô này đến cho anh Tĩnh nha mọi người. Xe cộ thì lúc nào bên công ty Tài cũng bọc trong một cái thùng rất là kín giống như vậy để đảm bảo được chất lượng khi giao đến tay của quý khách hàng nha mọi người. Đó, thì bây giờ thì anh tài xế sẽ mở thùng ra và hạ xe xuống để Tài bàn giao đến anh Tĩnh nha. Rồi thì hiện tại là Tài vừa bàn giao mẫu xe BMW R90 Scrambler dành cho anh Tĩnh ở quận 12 nha mọi người. Đó thì bây giờ Tài sẽ tiến vào bên trong để review sơ về cái mẫu xe này để gửi đến anh em, để cho những anh em nào mà đang có dự định mua xe nè thì có thể nắm được chương trình ưu đãi trong tháng cũng như là liên hệ cho Tài để sở hữu mẫu xe về nhà nha anh em. Đó thì bây giờ vào trong nhà thì nó sẽ có một cái điều đặc biệt hơn nữa, thì anh chủ đã từng sở hữu mẫu xe GS phiên bản kỷ niệm 40 năm nha anh em. Đó, rất là chịu chơi luôn, và anh chủ này là một fan cứng của BM. Đó, chiếc xe này thì anh có chia sẻ với Tài là anh đã đi được hơn 2 tour Bắc Nam rồi nha anh em. Đó, thì bây giờ anh đang mong muốn có một cái xe cũng là thương hiệu BM để đi phố, cà phê với anh em cho nó thoải mái, thì anh đã quyết định lựa chọn cái mẫu xe BMW R90 này. Thì bây giờ để Tài quay ngược lại cái màn hình để review cho anh em về cái mẫu R90 phiên bản Summer này nhanh nha. Rồi, và đây là BMW R90 phiên bản Summer 2023 sở hữu động cơ boxer đặc trưng của nhà BMW Motorrad với khối động cơ là 1170cc nha anh em. Đó, anh em có thể thấy hai đầu máy nó đưa ra rất là ngầu luôn. Đây là dàn chân trước của R90 với heo Rambo luôn nha anh em. Dĩa này cũng vẫn là dĩa Rambo nha. Đó. Rồi, và phần đèn pha trước này thì nó sẽ khác biệt so với những đời cũ là có thêm công nghệ đèn pha thích ứng thông minh cũng như là đèn liếc góc khi vào cua nó nha anh em. Bình xăng thì khoảng 16-17 lít, và phần bô xe thì sẽ là bô Acabovic. Đây, bô Acabovic riêng cho phiên bản Summer là phần bô dắt nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Thì anh chủ mới vừa trang bị một cái bộ kích năng của em Biker dành cho R90. Đó, anh em thấy rất là gọn luôn. Còn bên đây thì ảnh chống trên một cái bộ kích năng của em Biker luôn, có thể thuận tiện dắt
và cái điểm khác biệt của mẫu xe R90 so với phiên bản tiền nhiệm á, thì về mặt ngoại hình thì nó sẽ không có cái gì khác đâu nè. Nhưng mà nó sẽ khác là thứ nhất là phần đèn pha nè. Thứ hai á là xe này bây giờ đã có chế độ lái rồi nha anh em. Đã ba chế độ lái: Range, Road và Dynamic. Rồi thêm một cái nữa là sửa tay lái, tương tự như trên những mẫu xe cao cấp của BMW Motorrad. Rồi ok, thì hiện tại là tại đang còn khoảng một xe phiên bản 2022 với mức giá ưu đãi thêm 60 triệu là còn có 549 thôi. Còn cái xe này 2023 thì bên tại đang có mức giá là 599 triệu nha anh em. Rồi thì nếu như anh em nào đang có nhu cầu thì có thể liên hệ cho Tài qua số hotline là 0397679289. Showroom của Tài thì đang tọa lạc tại số 56/9 Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Còn bây giờ thì Tài xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Ok, bye bye anh em.